Hôm nay tiếp tục là em Ly Sì Boy sẽ cập nhật cho các bạn một chiếc xe ba cục 150 nha. Và giá thành của ngày hôm nay á là chỉ có 124 triệu thôi các bạn. Xét xe zin, đầu chưa rớt, máy chưa chạm nha mọi người. Em Ly mới đổi xe vào hôm qua và hôm nay sẽ lên clip cập nhật giá và sản phẩm đó cho mọi người nha. Xe này là 5006 150. Đầu chưa rớt, máy chưa chạm nha các bạn. Số máy 5006 nha, biển số Sài Gòn 59V3 56085. Em Ly đang đứng ủy quyền lần một nha mọi người, cho nên các bạn nào muốn ủy quyền thì em sẽ ký ủy quyền. Còn không á, tài sản lớn thì các bạn nên sang tên nha. Thì 124 triệu bao gồm là cái smart key này luôn nha các bạn. Đó. Smart key zin nha, khóa là hình như là hai nút nha các bạn. Khóa lớn hai nút. Màu trắng đen sporty. À, còn bớt lọc cho các bạn tí đỉnh nha. Tại vì mình đổi xe được một cái giá mới cho nên là mình có một cái giá rất tốt cho các bạn nha. Bớt lọc cho các bạn một tí, bớt nhiều thì không được. Nhưng mà sẽ có lọc lá cho mình để mà may mắn nha mọi người. Màu trắng đen đúng màu trong chọc vẹt luôn. Các bạn nào quan tâm các bạn có thể liên hệ cho em Lee Sivo nha.